Chào bố. Nghe rõ không Dạ nghe rõ. con? À, bữa nay nói về đề rác điện ảnh gì đó hả? Ta nghe loáng thoáng Dạ. bởi thì như là mấy cái like trước rồi bố cũng phê phán, nói thẳng là phê phán về chê trách những cái người mà thuộc dạy dạng coi như là đầu tàu trên cái vấn đề coi như là văn hóa nghệ thuật của Việt Nam mình. À. Bây giờ mình Đúng không rồi. phải mình không có nói đâu xa, trên tự mình chỉ nói một cái điều này: tất cả những người về lãnh đạo nhà nghệ thuật, kể cả diễn viên điện ảnh rồi cái giống kêu như là giống như gì đạo diễn rồi các cái đó, họ không có học hỏi. Để tao nói cho mày nghe một cái điều này là thua xa. Để tao nói cho mày nghe một cái điều này là từ hồi xưa tới bây giờ là điện ảnh chánh quy Trung Quốc, những cái tác phẩm điện ảnh, ta không muốn nói vấn đề ngoài Dạ. luôn, ta không nói cái vấn đề mà coi như tư nhân không làm, những cái Dạ. người những cái nhà mày thì mày phải thấy cái điều này, họ luôn luôn đề cao cái tinh thần dân tộc của Trung Quốc. Dạ. Nhưng mà không phải họ làm dở nha, họ làm rất là hay. Chẳng hạn như tôi nói bài nghe ngày xưa ở đây là ngoài luôn, cái tâm tâm lý của người Trung Quốc họ rất là tự tôn dân tộc. Ê, tôi nói cho Dạ. bạn nghe, ở đây những người lớn tuổi hoặc là những người của tôi không ai không qua không không xem cái ba bốn cuộn phim của Lý Tiểu Long, là cái Bruce Đúng. Lee, con thấy rõ Dạ. ràng không? Cái đó nó nói lên cái gì? Cái đó là cái tinh thần kháng Nhật. Đúng rồi. Đây là tác phẩm điện ảnh mà nổi danh trên thế giới, kể cả thằng Mỹ cũng phải sợ luôn, có nghĩa thằng Mỹ cũng phải nể luôn. Có nghĩa là hầu như tất cả những tác phẩm điện ảnh nha, ta không nói vấn đề coi như là làm lậu hoặc là làm mấy cái phim tầm bậy bạ, ta không nói, của nhà nước hoặc là của những người nào có tâm với đất nước, họ lúc nào họ cũng đưa cái tinh thần dân tộc lên cao và họ họ không muốn mất cái bản sắc văn hóa của người Trung Quốc. Cho nên vì chỗ đó họ làm rất nhiều cuộc phim, mà thậm chí những cuộc phim bộ của Trung Quốc có bao giờ mày thấy mà nó có tính ngược ngạo giống như kiểu như Việt Nam mà bôi xấu Trung Quốc? Không, không bao giờ. Kể cả những cuộc phim bộ mới sau này cũng vậy nữa, những cuộc phim bộ hầu như họ vẫn đề cao cái tinh thần dân tộc của họ, không Dạ. như vậy đó. Ý tôi muốn nói cái điều này là nó có tâm của những người, cái tâm của những người mà làm, cả hai đạo diễn nè, lãnh đạo nghệ thuật nè, diễn viên nè, nhập vai, họ rất là hứng thú để làm một cái vấn đề đó, thành ra có những cái tác phẩm. Ta nói vừa rồi cái đạo diễn mình, ta không ta nói đây là ta hơi phê phán, nhưng mà ta nói thẳng mày, cái người đạo diễn Việt Nam mình, cái đầu của họ không bằng nước ngoài, không bằng một cái nước kế bên tráng giềng mình. Ta mới coi cái bộ phim là cái gì trong bên mẹ ta không để ý, nhưng mà có cái điều là phim bộ dài tập ba mấy bốn mười tập bốn mấy tập rồi, nhưng mà nó chỉ xoay quanh cái vấn đề hậu cung. Ta nói mày rồi đó, nhưng Dạ. mà có nghĩa là cái hậu cung là cái gì? Cái là cái ông vua thì không tính rồi, nhưng mà cái vấn đề đấu đá giữa cung ti cung phật cung nữ rồi phi tần rồi rồi nói chung là tất tần tật, nhưng mà họ cũng tạo dựng được một cuốn phim. Cái đầu của họ ghê gớm chưa? Có nghĩa là xoay quanh đến cái vấn đề coi như phía sau lưng của nhà vua nó có những cái bất ổn về vấn đề coi như là thê tử thứ thiếp cung tần mỹ nữ đại cái gì mà họ xào họ nấu cũng là một thành phẩm một cuốn phim đó. Tao nói như vậy để cho mày hiểu rằng cái đầu của những người mà đạo diễn của Việt Nam mình, họ không có, thứ nhất là họ không có tinh thần dân tộc, cái thứ hai nữa là họ bị đóng băng, là có nghĩa là họ nghĩ đủ vậy là họ hay tự hào họ là giỏi, họ là số 1, nhưng mà họ không biết đâu họ bệ đâu dưới đáy xã hội của nước ngoài. Tác phẩm điện ảnh là phải kinh điển, mà kinh điển là phải rất được, đầu tiên là phải được người dân Việt Nam mà đón nhận rồi bắt đầu mới đưa ra quốc tế, mới là mới gọi là đi thi. Mày hiểu tôi nói không? Còn cái này thuộc Dạ. dạng con đi tắt, mẹ Việt Nam mình chưa biết, còn mẹ người Việt Nam đâu có biết cái tác phẩm là tác phẩm gì đâu, đâu có cái dạng giống kiểu gì quay lén, đạo diễn lén rồi diễn viên cũng lén, tất cả cái gì tất tần tật đều lén hết rồi xong đùng cái đưa ra, thì tôi nói cho mày nghe vô tình làm bôi xấu nền điện ảnh nước nhà, và những Dạ. người đó mục đích của họ 50% là hướng ngoại và 50% nó chỉ còn một chút xíu bản sắc, cũng giống như kiểu những cái tao nghe mày thấy như Trung Hiếu ngày em tao nó phê phán cái phim mà tất cả mọi người đều hô hô hô, nhưng mà thực chất cái phim Dạ. đó nó hô nó bố già, phim bố già của Trấn Thành đóng cái gì đó phản ảnh một đời sống rất ư là bậy bạ, trong đó Đúng con chửi rồi bố. cha, con chửi cha mẹ, nói chung là tất đảo lộn văn hóa của người Việt Nam, không ai bao giờ làm cái điều đó cả, Chính xác. phê phán cho nó rõ ràng. Nhưng mà cái phim bố già lại không chiếu ở Việt Nam mà đem ra ngoài, đi ra ngoài nước ngoài chiếu,
Đó, tôi nói hẳn gì Dịch áo cho người xem lưng. đó có vậy, nhưng mà thực chất không phải vậy. Có bao giờ Việt Nam mình mà con cãi cha chửi lộn với cha tùm lum la, nó đưa ra cái mặt trái của cái xã hội. Ta nói kia, ta đồng ý là có những cái mà sạn trong xã hội Việt Nam có, chứ mà là không, nó sai xì ke, nó thiếu thuốc, nó ghiền ma túy, nó có được làm đủ trò, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện không đáng nói. Ở đây nó đưa lên màn ảnh nhỏ mà nó kêu vậy là hay, đủ rồi. Cũng có nhiều người không biết mẹ thì coi ô vỗ tay là hay hay, nhưng mà dòm vào cái cội nguồn và cái bản gốc của cái sự việc đó và cuốn phim đó thì thậm chí là rất ư là bậy bạ, không có cái gì gọi là hay cả. Nó làm đảo trộn cả đảo trộn cái nền văn hóa. Mày phải hiểu điều này, văn hóa Á Đông khác với văn hóa phương Tây, hai cái đều tách bạch riêng biệt. Ê, ta ăn nước mắm tôm với nước mắm Mỹ nó ăn được, chừng nào thằng Mỹ ăn nước mắm tôm được á, rượu mấy lúc đó thì mới nói. Mày hiểu tôi nói không? Văn hóa khác nhau, thực phẩm cũng khác nhau, thành ra vì cái lỗi thẩm cái thẩm mà cái thẩm thẩm âm mà cái mà để mà người Việt mình để mà thẩm mà để mà coi một cái cuốn phim mà để mà đánh giá họ rất là hay hoặc là cái gì đó thì rất ư là khó khăn, bởi vì nó phải theo cái phong tục Á Đông thì người ta mới cảm nhận được. Mày hiểu tôi nói không? Những cái Đúng rồi. tác phẩm điện ảnh của thế giới thì thường thường nó không phải vậy. Còn cái này thuộc cái dạng kêu nó lột, nhưng mà nó lột buồn cười lắm, nó lột những cái chuyện không bao giờ có bao giờ mà ta nghe loáng thoáng này, bốn năm bà mụ đàn bà xồm xồm hồi sinh rồi đè đầu cái thằng đàn Mỹ đen ra rồi đi hiếp dâm tập thể kiểu đó, đủ mấy chuyện tào lao, Rất chuyện là bậy đó bạ, bố thấy không? Rất là bậy rất là bạ. bậy bạ. Mà thấy rằng nó, tao nói mày rồi, nếu cái thằng này là hầu như nó có tư tưởng, nó tao nói rất ư là không có cái gì nguy hiểm vấn đề phim ảnh và vấn đề có truyền bá tư tưởng, nói một cách đâu xa. Tao nói mày ngay bây giờ nè, ngay ở trong cái thị trường Việt Nam bây giờ hầu như nhà nào cũng đều có phim Trung Quốc chiếu, hầu như là hết hết bộ này tới bộ kia, mà đã gì còn đài truyền hình còn chiếu được cho coi nữa. Trong khi đó phim Việt Nam có cái phim nào đáng giá không? Không có phim nào đáng giá. Thì nó ý tôi muốn nói là ý tôi muốn là cái sự nhạy bén trình độ mà làm nghề đạo diễn hoặc là làm nghề mà thì đấy, Việt Nam mình thua xa lắc xa lơ, không chịu học hỏi, không có cái tâm với đất nước, chuyên môn bất mãn cái gì đó là làm bậy bạ, nói thẳng là vậy. Thành ra việc đó tao nói thẳng với mày á, nói Là thì vì không ham nói muốn cá nhân cùng không? Tức là đúng đa đúng số họ xây dựng là theo ham muốn cá nhân. đúng rồi, có nghĩa là gì? Cái nghệ thuật điện ảnh nói như vậy thì rất là khó, chứ không phải đơn giản như kiểu như bạn nghĩ đi. Ít nhất là bạn phải có cái tâm, phải phải yêu nước, mà phải có cái tâm Đúng rồi. tự tôn dân tộc thì mới mới làm, mới thành ra một cái tác phẩm Truyền đạt được, mới truyền truyền đạt đạt được cái gì được. đó. Chẳng hạn như tôi nói mày nghe nè, tao nhớ cái bộ phim mà tôi coi hoài nhớ, con cũng lợi là một nữ minh tinh của người điện ảnh Trung Quốc, nó đóng một cái phim mà mày coi cái phim Lồng Đèn Đỏ không? Dạ. Cái Lồng Đèn Đỏ là nó muốn đả phá, là nó muốn bài xích vào cái thể hệ cày xưa, cái thời phong kiến của người Trung Quốc á, trước và Cổ đó hủ. cổ hủ đó. Ở đây thì tại sao mình không làm cái chuyện đó, mà rất cái phim đó rất là nổi tiếng và cái phim đó đã đi ra nước ngoài luôn. Nó nhiều cái mà không bao giờ mà thấy rõ ràng phim Trung Quốc coi là tác phẩm điện ảnh của Trung Quốc không bao giờ làm những cái chuyện tụi này, nó không có, không bao giờ nó bài xích ra những cái chuyện ức ư bậy bạ. Tao đương cử một cái là phim mà Lý Tiểu Long là rồi Hoàng Phi Hồng này, mà thấy rõ ràng rồi gì nữa, rồi cái gì nói chung tất tần tật, chưa có bao giờ mà thấy được mà đè đầu đè cổ mấy người phụ nữ Trung Quốc, người phụ nữ Trung Quốc mà nó làm những chuyện rượu bu vậy. Nó chỉ có lên án nước ngoài thôi, nó chỉ có lên án bọn Nhật, lên án bọn 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 bọn, bọn, bọn Nhật, nó đúng rồi, phát xít Nhật rồi thời kỳ coi như là chiến tranh Á Phiện, nó lên Dạ. án tất cả những chuyện đó thôi. Nhưng ngoài ra nó có bao giờ nó đi làm mà nó đưa người phụ nữ gì mình của Trung Quốc ra mà nó làm trò cười đâu, không, mà ngược lại thằng Việt Nam nó là vậy. Thành ra ta thấy rất ư là bức xúc vì cái chỗ đó. Và cái chuyện này là mày đi kể, tao không biết, tao nói rất là nhiều lần ở trên cái diễn đàn của mày rồi, cái nền điện ảnh và cái nền sân khấu nghệ thuật Việt Nam bây giờ nó đang lụng bại, nó không có cái gì mới cả, và hầu như đụng cái đầu mấy người ta này toàn đậu hũ chai nước mắm thôi, đụng mấy chén nước tương thôi, chứ không ngoài ra không có biết con mẹ gì cả. Có sẵn vậy, không có, ngay bây giờ tao nói, tao dám nói một cái câu việc từ cái thằng cha diễn đi, thằng cha mà đạo diễn mà coi ở Việt Nam mình có mấy người, thằng Việt Nam làm Đúng có rồi, mấy người so sánh với nước đạo Trung Quốc diễn thì đạo đó, diễn á. trong khi mà trong khu vực phía Nam đạo diễn giờ là nghe nói là nổi tiếng làm gì, Dũng Khùng, Nguyễn Quang Dũng Ôi đó, trời ơi, rồi đúng lên đó đó, lên mấy cái được rồi thằng đó, là cái đợt rồi đưa ra những cái cơm mình gì đó.
mấy cái Tay thằng đó thuộc dạng đó, nổi tiếng lắm rồi đó, mấy cái thằng đó có thấy không? chắc Bởi vậy chắc tao chưa nó được đó, đụng mấy cái đường nói mà làm đạo diễn. khổ vậy á, giới Ừ, trẻ tới đó, đó đó nó đó tao mà tôn sùng nói những cái thành phần gì đâu không à. vô hình chung làm cho cái nền điện ảnh nước nhà lụng bại, nhưng mà ngược lại cũng giống như người ta là cái nền văn hóa có bất gốc, người ta là bất gốc, đó là một Đúng sự rồi, tuyên, đó là một sự tuyên truyền rất ư là láo xược. đánh phá đó, đánh phá rất là nguy hiểm đó. Cái này nó không khác gì cái chỗ mà trước giải phóng mà ngày xưa quân đội Mỹ vào mà đưa cái truyền bá văn hóa đồ thị của Mỹ vào, nào hút sắc gái gú này kia, y chang, không khác gì cả, nó còn nguy hiểm hơn cái kia. Nó có thể là anh tiếp xúc ở dưới quê thì không bị, nhưng mà người nào mà tiếp xúc với quân đội Mỹ hoặc là những cái mà gọi là văn hóa của Mỹ mà gần, chẳng hạn như tụi tao ở trong Sài Gòn thì đương nhiên phải nhiễm rồi, là bởi vì nó vô Sài Gòn mà buôn bán hàng quá rồi, cái gì cũng gái gúc được, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, đó là trực tiếp. Còn cái nền điện ảnh này mày biết không, nếu khi mà nó phổ biến ra là toàn cả nước luôn, đó là một cuốn phim mà mày hiểu không, đó là người văn hóa rất là độc hại. Thành ra người ta thiệt mày, cái chuyện này nó chẳng hay ho gì cả. Và của tao thằng mày, tao không biết nói làm sao, nhưng mà tao lên án những cái thằng này, bởi vì trong con người của nó không có cái tâm với đất nước, nó không có một cái tâm hồn của tự tu dân tộc. Thứ ba là nó hạ thấp giá trị của người phụ nữ, nhiều cái lỗi lắm, nhiều cái lỗi lắm. Bởi vì nó không, tao cũng nói với mày rồi, ở trong đất nước Việt Nam mình không phải không có những cái chuyện rất ư là, thí dụ như người đàn bà đi thích cũng lạ hay chuyện, chuyện bình thường, nhưng mà nó chỉ là một phần nhỏ trong xã hội nào là không có, đúng không? Nhưng mà cái mày thấy rõ ràng, có thằng Trung Quốc nói đâu xa, tao chỉ nói lấy Trung Quốc làm thôi, mặc dù trong tư tưởng của tao tao muốn ghét là tư tưởng, là bởi vì cái giữa người Việt Nam với người Trung Quốc nó có một cái bức tường vô hình, là mà tao vô mày đúng không, à chơi với mày nhưng lúc nào con canh bồng, bởi tôi biết mày lúc nào cũng xấu, nhưng mà cái điều đó rõ ràng rành mạch, nói gì thì nói, Trung Quốc ngay bây giờ vẫn là một cái nền kinh tế vĩ đại đứng nhì thế giới, mày đồng ý tôi nói không? Nó không đơn giản, và tất cả những khí tài quân sự nó cũng ghê gớm, nó cũng có bom nguyên tử, nó cũng có đồ hạt nhân, nó cũng đủ thứ rồi, nó không thua bất cứ một cái gì cả. Và chưa bao giờ, mày thấy tao nhớ một cái kỷ niệm gì nè, xe hay là phone, xe đi xe phải có cái gì đó mà nó bị sốc gì đó, rồi dân Trung Quốc nó ra nó tới đập xe đủ, nói chung là cái tự tinh hồn tự tôn dân tộc của người Trung Quốc rất là lớn, có nghĩa Cao. là rất là cao, mày hiểu tao nói không? Cái này vì cái đó nó không phải giống như người Việt Nam mình, đồ thứ Việt Nam mà tao thiệt mày, đem mấy cái thằng đó, đem mấy cái thằng đạo diễn ấy ra thiệt mày, đem nấu cắm heo cho heo nó ăn chứ đủ má, đừng có làm mấy mốt giải nghệ đi đủ, mà gặp tao là tụi tao mà qua cái gì đó lên tao chửi tiếp đủ, mà không có gì hay ho cả, không có tác phẩm gì kinh điển cả, vậy mà đủ má. Con dạ con rất Mà đồng nhớ ý với bố đó, tức là nhiều cái gương, nhiều cái cha anh chúng ta là từng là thiếu tham gia gì những công việc rất là hay, rất là giống như hay, vừa mà rồi em không nhớ là cái tên tướng gì như này, chắc nhờ anh Xuân nhắc giùm nè, mà có biệt danh Hùm Xám anh Xuân đó, hay là thiếu Phạm gì Xuân Ẩn, hay những nhân cái vật đó, đầu tại tụi sao họ tôi không xây dựng lại những cái bộ phim đó thêm thắt, tao nói rất với mày là rồi, hay thì tao nói với mày rồi, cái phim cung đấu của Trung Quốc á, nó chẳng có con mẹ gì cả, nó chỉ có khai thác cái hậu cung thôi, nhưng mà nó thêm thắt những tình tiết nào đầu độc rồi phá vỡ kế hoạch này, toàn là mấy mụ không mà chứ không có mấy cha, phải không? Đó là, nhưng mà người nó làm cho tao lôi cuốn, cái coi hoài chết mẹ, gần chết hả, gần chết hả, đủ coi tiếp tập sao, coi tập sao là coi tội đủ má, 30 tập mà chưa hết cái vụ mà đầu độc đủ má, mà người ta coi hoài, mày thấy rõ không, cái đầu của cái thằng đạo diễn mà nó có tài là như vậy, chứ nó không phải Việt Nam mình đủ má. Tao thấy cái đầu thằng Dũng khùng á hả, đủ mà sắt dép tao chưa được, cái đường đó ở đó mà đạo diễn nó có cái ý tưởng gì mà cảm thấy là hay không, không mẹ chứ nó có làm được cái gì mà ra trò ra hồ ra hồn không, không từ Ngồi trên ngã xuống ánh thấy ngã giám khảo này, đủ giám mẹ khảo Dũng Quốc nọ kia, phát biểu những trời câu ơi đi không ra gì. tao nói thiệt với mày Rất á, là rõ chán. ràng tao nói thiệt với mày á, đây là tao đánh đồng luôn à, cả một cái bộ sậu nghệ thuật của Việt Nam mình không ra cái môn gì cả, nếu mà lượt mà tàn tử cái đám này qua, chẳng hạn như tàn tử đám thuốc nổ đủ, nó lỗ rồi đúng là không hay, rất ư là bậy bạ xuyên tạc tùm lum đủ má, nó nhục mạ người đàn bà rồi xong rồi phụ nữ Việt Nam. Tao đã từng làm mấy cái live à, người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến, những cái cảnh mà hầu như tất cả mọi người đều phải biết đều là trong thời chiến rồi, thì rồi cách đây mấy ngày bố con làm một cái live của bà Trịnh Thị Ngọ, nó có những cái Dạ việc chỉnh gì rất là gọn. hay, tại làm sao họ không đề cao những người phụ nữ lên mà đi Đúng dìm rồi. hàng là sao, Đúng rồi. mà thấy rõ ràng Giống không như là bố mới đưa cái clip của người anh hùng gì, Nguyễn Thị Mai đó, bố thấy không? Ba bốn đấy. lần mà bị tra tấn, bao nhiêu lần mà hoạt động trong lòng địch mà bị tra tấn, biết bao nhiêu trò mà họ vẫn trung kiên, họ họ
Có đó những tác phẩm thế kinh hệ. điển mà cái này là sử sách tài liệu nó có thật, thêm thắt vào đó làm cho nó gay cấn lên, đi ra đứng sau làm những cái chuyện mà giống như kiểu như là đi xây dựng một con phim mà theo cái kiểu của mà tụi bé là rất ư là đấy, mà nó không chịu làm, nó làm toàn là chuyện rùi bu không, hạ thấp nhân phẩm người phụ nữ, rồi làm cho xã hội băng hoại, rồi giống cái kiểu giờ phim mà bố già là con chửi cha, vợ chửi chồng, cháu chửi ông, đủ mấy tụi ta vậy là kêu xã hội ra. Trời ơi, đồ mắt. Mày phải hiểu là cái sự lan tỏa của điện ảnh nó rất là ghê gớm. Chứ nó không đơn giản như mày nghĩ gì đâu. Đó là sự tiêm gì, đó là đầu độc của giới trẻ và đời đầu độc những cái trẻ, những cái đứa mà không hiểu biết. Bởi vì nó coi cái đó nó nghĩ chắc vậy, Việt Nam mình là vậy đó. Ủa mà. Đúng rồi. Thành ra tao nói rõ, rõ ràng đó, một tụi này là coi như cái nước đinh vút dùng rác nấu cái cắm heo cho nó heo ăn chứ độ không có ra nó mâu. Tao nói thẳng là từ thằng đạo diễn, từ cái thằng nghệ thuật, từ thằng diễn viên tới Việt Nam mình nó rất bướp, nó rất đồ tơi tả luôn, không còn cái gì gọi là đó. Không có cái gì, không có một cái gì gọi là đây nè. Bước qua Trung Quốc một cái thì nhìn đi báo chí thôi, tao mình không qua Trung Quốc mà thấy mấy con nhỏ Triệu Vy, con nhỏ đó là con từ xưa giờ đóng phim đủ lại, nó thuộc như cái bằng tượng đài, nó tượng đài Đúng của mà rồi. đủ mà nó diệt một cái là sao là tiêu liền, bởi bậy bạ là tự nhiên là tao, bởi tao nói rồi, tao mong muốn Việt Nam mình phải bắt chước Trung Quốc làm người đó, làm sạch lại cái bộ máy giải trí, thiếu cha gì mầm non, thiếu cha gì người tài, người ta không thèm nói, bởi người ta qua cái showbiz này lộn xộn gì rồi mày biết thấy là thằng lớn đạp thằng nhỏ, cái thằng nhỏ nào mà không có tiền, nói chung là coi như là có sự cạnh tranh không lành mạnh trong đó, thì con mẹ gì đút tiền đó là lên thôi, chứ có mẹ thì có gì đâu mà thì danh hài với lại danh ca tới cả một cái sức đề tạp nhạc. Mau chấn chỉnh lại cái nền điện ảnh nước nhà, chấn chỉnh lại cái nền nghệ thuật nước nhà, không để nó mai một và nó xuống cấp, là rõ ràng cái điều đó bình thường thôi. Còn những người quốc ta ở đây tao nói mày nghe rồi, hôm trước tao đã tuyên bố rồi, hầu như trong làng báo chí hoặc là nghệ thuật Việt Nam đã có tội phạm động lõi len lỏi vào và kích động, tao nói thẳng luôn, tao không có sợ, tao không biết ai, nhưng mà tao hiểu là những cái hơi hướng mà viết báo và rồi những cái mà chăm chọc rồi soi mói rồi khích bác, nói chung là phản động, nói chung là có những cái chiều hướng đó, kể cả về về ngồi viết, kể cả vấn đề điện ảnh luôn cũng vậy nữa, kể cả luôn cái vấn đề và nghệ sĩ cũng vậy nữa. Thấy rõ ràng không? Tao nói rồi đủ, nó là phải chặt đứt, chặt lìa và chặt mà giống như con bạch tuộc đang ngủ, chặt đứt mấy cái râu ria đi thì đành điện ở nước nhà mới có một tinh thần. Chả như ở Việt Nam mà có những cái phim rất mà nhưng mà kinh điển giống như ngày xưa, tao nói ngày xưa nha, ngày xưa như hai mà nhớ Cánh Đồng Hoang, mày nhớ cái phim Cánh Đồng Hoang không, Cái đồng thấy quan chưa, mùa gió chướng. đó Thời đó đó làm những tiền cái phim đâu có là bao đúng, nhiêu đâu, đó là kinh phí không có kinh phí luôn bao nhiêu, có kinh phí không bao nhiêu cả, nhưng mà lột tả được cái sự thật, ở á. đây ta cần cái sự thật và truyền tải cái sự thật lên cho con cháu họ biết, họ không làm đủ có làm toàn rượu đi chơi bời đi là gái gú rồi xong khoái mà gì cái gì châu ca châu Phi cu bự để khai hái vậy đủ chi vậy, đủ mấy tôi có người đi bệnh hoạn mất cỡ đó thôi chết mẹ rồi, tao bó tay bó chân với mấy cái thằng mày đủ mà làm cái gì đó, nghệ thuật gì đủ mấy ca sĩ nghệ kịch sĩ gì đủ linh chữ thề như đấy, u trời ơi đủ sao bát Thật nháo bát nháo, tao nói thiệt bởi vậy thì bố cũng gần tới giờ đi, thành ra bố lên bố giúp đứa con xíu thôi, rồi 11 giờ tới đây rồi, giờ cũng Dạ. mấy phút nữa, ok thì bố nói cái điều mà mình bức xúc vậy đó, đã là người Việt Nam phải lấy tôn chỉ tự tự tôn tự tự tôn dân tộc lên trên hàng đầu, tao nói những tiếng rồi, người Trung Quốc, người phim ảnh Trung Quốc, tao nói tránh, tao gọi là cái tôi gọi là nghệ thuật Trung Quốc không bao giờ nó bôi bác những điều đó, chẳng hạn tôi nói này Lý Tư Xấu Long là con khoe. nè, Xấu à che tốt Hoàng khoe đúng không? Hoàng Hoàng Phi Hồng nè rõ ràng, rồi Quách Nguyên Giáp nè mày nhớ không, rồi mấy cái phim là X-Men đời của rồi đó, mà rồi đó mình thấy rằng cái gì là người người gì X-Men đó không ta, của cái thằng gì Không, mà ít đóng mang mà là của Mỹ. không phải không phải cái thằng gì mà đóng bốn bộ phim đó, lưu cái gì mà cùng thời với lại Jet Li á đó, không phải cái gì ta Quên là tên à, gì quên tên à. gì ý ý Iman Iman chứ không phải là Iman, người thầy thằng đó là đệ tử của Quách Nguyên Giáp, rồi sau này rồi làm học trò thu nhận học trò đó, đại khái ý muốn nói nó đề cao lên cái võ thuật của Trung Quốc, những cái lò võ thuật mà nó muốn phục hồi cái này nó muốn đề cao cái sự tự ai tự tôn dân tộc nó lên,
chẳng có ai mà phim chánh phẩm nha, phim đó là rút là hai là bốn cuốn đó, bốn cuốn đó. Dạ. Đấy thì nói chung là không có cái thằng nào mà giống như thằng Việt Nam, mấy đạo diễn Việt Nam mà mất dạy chó đẻ đủ má, nó thẳng là vậy, tao tao chửi thẳng Rồi luôn, bức tao nói xúc ông đủ má, chửi. tao không thấy thằng nào mà đủ mất dạy như thằng Việt Nam mình, mấy đạo diễn này chứ, kể cả mấy thằng viết báo luôn đủ má, viết báo đời, báo là báo đời, tao nói từ đây nguyên câu văn mà nó sửa chữ chữ thôi đủ mà là cái nghĩa nó khác rồi, nó kỳ cục không, báo chính thống nhưng mà kỳ cục đủ mà đã vậy mà núp bóng với báo chính thống là báo nhân dân, là báo tuổi trẻ, là báo thanh niên, là báo tuần ghê đủ má, vậy xong loại trừ mấy nó ra đủ má, tại biết sao tao lành lắm đủ à, ông già tao là ký giả mà tao lành lắm đủ má, bữa nào thời ngày xưa thời mà thường quỷ thời ngày xưa đó đủ á, báo tia sáng sống thần rồi đủ thứ, bữa nào bán mà báo ấy báo 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 nhật trình mà báo ngày mà cái mừng nhật báo á, bữa đủ ấy phao lên đủ hung cương mày sẽ đụng chết rồi đủ đủ bá thiên hạ, rồi có cái thằng bà ra báo rồi ê hung cương bị tai nạn nè đủ xong rồi mua ha, mua mua quá trời quá xong hoàng sao đính chính lại cả đồ không phải tin sai sự thật này kia tin nó xin lỗi gì độc giả đủ mà nó bán mẹ mẹ nó mấy trăm ngàn bản rồi đến ra đó cái thứ đó vậy á đồ thẩm thì hằng bị tặng ác xếp đồ mà ghê vậy đồ đời đồ gì đó báo rồi mất dạy đồ bọn tôi khốn nạn đồ chó đẻ đồ mẹ tụi bay tao muốn chửi mà đồ mẹ tụi bay cọc miệng tao không à đồ má ủa má ok thôi bố xuống bố đi làm rồi mẹ. Ok.